Thầy chào các em. Trong video hôm nay, thầy hướng dẫn các em cách làm tròn số thập phân bằng máy tính Casio FX580VNX. Xét số thập phân A'BC thì A người ta gọi là phần nguyên. A là phần nguyên nè. B gọi là phần 10. B gọi là hàng phần 10 nghe chưa? B là hàng phần 10. Còn C là hàng phần trăm. D là hàng phần nghìn. B gọi là hàng phần 10 hay là gọi gì đây? B là hàng phần 10 hay là chữ số thập phân thứ nhất. Còn C là hàng phần trăm hay gọi là chữ số thập phân thứ hai. D là hàng phần nghìn hay gọi là chữ số thập phân thứ ba. Thứ nhất này, thứ hai, thứ ba, thấy chưa? Ví dụ làm tròn các số sau: 0,1236, 0,81376, 3,15679, 3,6926. Câu A đến hàng phần 10, câu B đến hàng phần trăm và câu C đến hàng phần nghìn. Thì cách làm thì chúng ta sẽ nhập cái số đó vào máy tính là 0,1236 trước nè, 0,1236. Sau đó thầy nhấn shift mode, nhấn số 3, nhấn số 1. Rồi nhấn tiếp gì đây? Số 1 nữa. Làm tròn đến chữ số thập phân số thứ nhất đúng không? Nhấn số 1 rồi đã. Rồi ấn bàn. Đó, được 0,1. Tiếp theo là số 0,81376. 0,81376 nè. 0,81376, ok chưa? Rồi chúng ta cũng làm tương tự như vậy, nhấn shift mode, nhấn số 3, nhấn số 1, nhấn tiếp số 1 thì được là 0,8. Tiếp theo là số 3,15679. 3,15679, ok chưa? 3,15679. Rồi chúng ta nhấn shift mode, ấn số 3, ấn số 1, ấn tiếp số 1, ấn bàn, được 3,2. Số cuối cùng là 3,6926. 3,6926, đúng chưa? 3,6926. Chúng ta nhấn shift mode, nhấn số 3, nhấn số 1, nhấn tiếp số 1 thì được là 3,7. Rồi câu B đến hàng phần trăm có nghĩa là chữ số thập phân thứ hai đó, thì tương tự chúng ta cũng làm tương tự như vậy là 0,1236 này, 0,1236. Chúng ta nhấn shift mode, nhấn số 3, nhấn số 1, nhấn tiếp số mấy đây? Chữ số thập phân thứ hai thì chúng ta phải nhấn số mấy? Số 2. Ấn bàn thì được là 0,12. Rồi 0,81376 cũng tương tự thôi. 0,81376 nè. 0,81376, chúng ta nhấn shift mode, nhấn số 3, nhấn số 1, nhấn số 2 nha, nhấn số 2 á là nó bàn. 0,81. 0,81 nè. Rồi số tiếp theo là 3,15679. 3,15679, đúng chưa? À 30 sai rồi. 3,15679, ok chưa? 3,15679, nhấn shift mode, nhấn số 3, nhấn tiếp số 1 và nhấn số 2. Ấn bàn. 3,16. 3,16. Số cuối cùng là 3,6926.
3,6926 này. Chúng ta nhấn shift mode, nhấn số 3, nhấn số 1, nhấn số 2, ấn bàn được 3,69. Câu C, đến hàng phần nghìn có nghĩa là chữ số thập phân thứ 3. Rồi chúng ta nhập số vào, số đầu tiên là 0,1236 trước nè, 0,1236. Chúng ta nhấn shift mode, nhấn số 3, nhấn số 1 và nhấn số máy này. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3, có nghĩa là hàng phần nghìn á, nhấn số 3, ấn bàn thì được là 0,124. 0,124. Rồi số 0,81376. 0,81376 nè. Ok chưa? Thì chúng ta có làm tương tự, nhấn shift mode, nhấn số 3, nhấn số 1. Rồi nhấn tiếp số 3. Được là 0,814. 0,814. Rồi số 3,15679. 3,15679 nè. Chúng ta 3,1 xin lỗi. 3,15679 đúng chưa? Rồi 3,15679 thiếu số 9. 3,15679. Chúng ta nhấn shift mode, nhấn số 3, nhấn số 1 và nhấn tiếp số 3. Nhấn bàn được 3,157. 3,157. Và số cuối cùng là 3,6926. 3,6926 nè. 3,6926. Chúng ta nhấn shift mode, nhấn số 3, nhấn số 1 và nhấn tiếp số 3, ấn bàn được 3,693. 3,693. Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.